Trong Thư Kiếm Ân Cù Lục, sư phụ của Thúy Vũ Hoàng Sam, tức là Hoàng Thanh Đồng, Ngốc Thú Trần Đức Chính và Tuyết Điêu Quang Minh Mai, danh xưng của hai người được gọi là Thiên Sơn Song Ưng. Viết lên đi. Cảm ơn cha. Không có gì. Anh cũng hâm mộ truyện Kim Dung sao? Cô xem đi, tôi điền được rất nhiều rồi. Viết sai một cái rồi, không thể nào. Anh viết là Mộc Lê Qua, nhưng phải là Mộc Qua Lê mới đúng. Vậy nên cột dọc sẽ là Mai Nhược Qua. Đúng rồi, tôi quên mất, hèn gì không liên kết được với nhau. Cảm ơn cô nha, không có gì. Điện thoại của anh treo kìa. Điện thoại của anh treo kìa. Anh không nghe sao? Đúng rồi. Alo. Alo. Cầm ngược rồi. Alo. Bác sĩ Tần, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mới. Phiền anh lập tức đến ngay. Tới ngay đây. Cô à, tôi nói thật với cô vậy, mấy hôm nay viện phó đi tham gia hội nghị học thuật rồi, không có ở bệnh viện đâu. Vậy khi nào ông ấy quay về? Xin lỗi, cô không hẹn trước, cũng không có thư giới thiệu, tôi không thể tiết lộ lịch của ông ấy cho cô biết được. Tôi hiểu rồi. Như vậy đi, đây là tài liệu của công ty chúng tôi. Khi nào ông ấy quay về, cô hãy đưa ông ấy hộ tôi nha, có được không? Được rồi, cảm ơn cô, không có gì. Nguy hiểm thật đó, nếu không phải cậu tới kịp thời thì bệnh nhân đó nguy kịch rồi. Đúng là rất nguy hiểm, cũng may là cứu được rồi. Nghỉ ngơi một lát thôi. Cậu Triệu à, cậu thấy dạo này tôi thế nào? Da có ổn không? Đủ sức thu hút không? Cây khô gặp mùa xuân sao? Đường làm quan trọng mở rồi. Ý nghĩ diễn dông. Khai thiên lập địa. Chẳng phải bình thường cậu không quan tâm tới nhan sắc sao? Sao vậy? Cậu không biết đâu, hôm nay tôi gặp được một người, lập tức có cảm giác giống như là máy khử trung tim dí vào người vậy. Tôi cảm thấy mình rơi vào dòng sông tình yêu rồi. Cậu làm tôi bị giật mình đó. Dòng sông tình yêu cái gì chứ? Người đó là ai vậy? Không biết. Không biết mà cũng đòi rơi vào dòng sông tình yêu. Có số điện thoại chưa? Chưa có. Kết bạn qua mạng chưa? Cũng chưa luôn. Vậy thì làm gì còn cơ hội nữa? Không, tôi cảm thấy hai chúng tôi có cơ hội mà. Tôi cảm thấy nếu có duyên gặp một lần thì nhất định là còn cơ hội gặp lần thứ hai. Tôi nhất định sẽ có cơ hội làm quen với cô ấy. Vậy tôi chúc cậu mau thành công nha. Tôi ngủ đây. Tôi phải đi bây giờ đây. Đi đâu vậy? Đi bơi. Lâu lắm rồi không đi bơi. Cẩn thận coi chừng chết đuối đó. Bị chết đuối mới biết bơi chứ. Là ở bên nào đây? Alo, Giai Tâm. Alo, chị hả? Em mua xong vé máy bay rồi. Chị đã về thành phố A chưa? Chưa. Chị đang dướng một chút việc, phải ở lại thêm một thời gian nữa. Chị lừa ai vậy? Em nhìn thấy chị rồi. Chào chị gái. Bác sĩ Tần, có chuyện gì sao? Người đâu rồi? Là ai? Vừa nãy có cô gái ngồi ở đó mà. Đã đi rồi sao? Đúng vậy.
Cô ấy là người mới đến bệnh viện chúng ta sao? Vậy cô có biết cô ấy làm việc ở đâu không? Lúc nãy cô ấy có nhắc tới. Mau nói đi, tôi quên mất rồi. Vậy cô có biết cô ấy đến đây làm gì không? Đến thăm bệnh, khám bệnh hay là làm gì? Cô ấy tới tìm viện phó Ngô bàn chuyện hợp tác. Viện phó Ngô. Cảm ơn gia. Cầu Gia Ninh, nói đi chứ. Là có chuyện gì? Lãnh đạo của chị kêu chị tới đây tìm viện phó của em. Sau đó lúc chị đến thì bị lạc đường. Cầu Gia Ninh, điểm mấu chốt không phải là viện phó. Chị đang ở nước ngoài mà, sao tự dưng lại về nước? Còn nữa, chị nói tới lãnh đạo, đó là chuyện gì vậy? Một hai câu không thể nói rõ được đâu. Vậy nói 3 đến 4 câu đi. Nói đi mà. Rảnh chị nói cho em biết. Chị không nói đúng không? Được rồi. Alo ba hả? Con nói cho ba biết chuyện này. Thôi được rồi. Phải giữ bí mật đó. Là như vậy đó, nên chị mới trở về. Chị à, trưa nay chị với em đến quán cà phê được không? Đến quán cà phê làm gì? Đến quán cà phê trong giờ làm việc sao? Chứ vậy không tốt đâu, chị xem đi. Bây giờ nghỉ trưa mà, không có sao đâu. Chị còn phải đi làm nữa, không được. Được rồi. Đồng chí Cầu Diệu Minh. Alo, được rồi. Đi thì đi, được chưa? Tổ tông của chị. Đồ lanh lợi, đi thôi. Nhưng mà sao chị đột nhiên lại về nước mà không nói tiếng nào hết vậy? Cà phê của cô đây, cảm ơn. Xin mời dùng, cảm ơn. Ăn sô-cô-la không? Chị à, đừng có đụng vào. Cuộc sống là phải có nghi thức một chút. Chị phải ăn đồ ngọt nhiều vào để tiết ra dopamine, khiến bản thân hạnh phúc hơn. Sau đó có thêm khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé bên cạnh sự hạnh phúc này nữa, giống như là quý tộc đang uống trà chiều vậy. Chị à, chị ăn được rồi. Đây. Chị à, em chụp chị một tấm nha. 1, 2, 3. Chị để tâm một chút được không? Bức này mờ rồi. Đột nhiên em nói 1, 2, 3. Rồi sau đó chụp. Em muốn chị đạt kiểu gì đây? Em dạy chị chụp nha. Chị nên làm như vậy. Là như vậy. Như vậy nữa hả? Rất là thanh lịch. Đúng rồi đó. Lại nha. Đưa điện thoại cho chị đi. Mấy giờ rồi? Sắp đến giờ rồi. Chị phải đi đây. Chị à, đừng có về công ty nữa. Lãnh đạo giao nhiệm vụ đó cho chị, rõ ràng đang làm khó cho chị mà. Đối phó với những việc như thế này, cách phản kích tốt nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Chị tưởng mình là nữ chính trong phim cung đấu sao? Chị không hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo có cớ nói chị. Còn chị không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ là vạch qua trên gấm cho sếp. Chị có muốn phản đòn không? Em muốn làm gì? Sô-cô-la đua cùng với cà phê. Thời gian trà chiều tươi đẹp. Em đang cái gì vậy? Chị à, chị phải cho những người cố ý làm khó chị thấy rằng họ giao chị loại công việc này không hề làm khó được chị, ngược lại còn giúp chị có thời gian rảnh rỗi. Chịu không nổi mà. Gia Ninh cũng biết hưởng thụ lắm đó. Đi uống trà chiều rồi. Xem thử đi. Đi uống trà chiều trong giờ làm việc, còn đăng ảnh nữa sao? Cô ta đúng là quá đáng. Để tôi xem. Chán sao? Anh Bảo mời bọn tôi uống trà chiều mà. Đúng, không phải lúc làm việc. Vậy thì uống vào giờ nghỉ đi. Lạnh rồi. Cô xem anh ta đi. Người keo kiệt như vậy tuyệt đối không được để mắt tới. Không được đâu nha. Giai Tâm, chủ nhiệm tiền. Sao vậy? Lại bị thầy sai ra ngoài mua đồ ăn cho cậu ta sao? Đâu có, tôi tự nguyện mà. Giá như tôi cũng có học trò tốt như cô. Đi nhanh đi.
dọa chết mình rồi. Tại sao đến muộn nửa tiếng? Thầy à, anh làm tôi sợ đó. Tôi biết anh hao tổn tế bào não, nhất định sẽ rất đói, nên cố ý mua đồ ngon biếu anh đây. Giả tạo quá, nói thật đi. Không phải tôi cố ý đâu. Chị tôi gặp phải khó khăn trong công việc. Đúng lúc tôi gặp chị ấy ở bệnh viện, nên đưa chị ấy đi giải sầu. Chị cô sao? Chính là nhà khoa học xinh đẹp đó hả? Đúng vậy. Chị ấy mới về nước, đi làm ở một công ty mới. Nhân viên cũ ở đó đối xử không tốt với chị ấy. Ngày nào cũng bắt nạt chị ấy, soi mói chị ấy. Ai cho phép cô ngồi vậy? Đến trễ mà còn dám ngồi sao? Chị cô đáng đời lắm. Thầy à, sao có thể nói chuyện như vậy chứ? Chị tôi đâu có chủ động gây chuyện. Mâu thuẫn tranh chấp đến từ một phía sau. Nhân viên nghiên cứu khoa học nên chú tâm về việc nghiên cứu, không phải sao? Vậy anh nói xem, chị tôi nên làm thế nào? Làm thế nào là sao? Tôi ghét nhất là loại người gây lục đục nội bộ nên làm việc. Cô đừng can dự vào việc này, tập trung vào công việc của mình đi. Đừng có đến muộn nữa, để đồ lại cho tôi. Không. Chị Thiến à, chị xem đi. Sao vậy? Cầu Gia Ninh, cô ta chọc tức người khác. Cô ta dám chạy đi uống trà chiều. Đây không phải là cố ý gây hấn với chúng ta sao? Đúng là người trẻ tuổi, không nhẫn nại được. Cô ta trút giận nhất thời, trong lòng đúng là thấy thoải mái. Nhưng mà lỡ chuyện này bị ông Dương biết được, ông Dương sẽ cảm thấy thế nào? Đúng vậy. Tại sao tôi không nghĩ đến chứ? Nhất Linh à, thu dọn chưa? Xong rồi, đợi một chút nha. Chúng ta cùng đi. Cô Cầu về rồi sao? Tan làm rồi à? Đi trước đây, tạm biệt. Tạm biệt cô Cầu. Cầu Gia Ninh, về rồi sao? Buổi chiều nói chuyện thế nào? Đóng cửa không cho khách vào. Vậy nên cô đi uống trà chiều sao? Anh thấy rồi à? Tuy là tôi thấy trong giờ làm đăng ảnh như vậy là không thích hợp. Có điều đúng là thoải mái thật. Như vậy ít ra có thể cho những người làm khó cô biết rằng họ không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Không phải tôi đăng đâu. Vậy là ai đăng? Không quan trọng, dù sao tôi cũng xóa rồi. Là em gái của cô. Nhà cô ở đây, mà sao cô lại ở ký túc vậy? Tôi nói nhiều lời rồi. Không đâu, vì chuyện gia đình thôi, cũng không cần thiết phải nói. Tan làm rồi, còn chưa về sao? Tôi còn chưa làm xong việc mà. Vậy cô làm việc đi. Cái gì? Cô nói Cầu Gia Ninh dở trò sao? Còn không phải hả? Trước mắt mà nói, cuối quý này còn không hy vọng vượt qua tổng xét duyệt của công ty nữa. Không phải chứ. Cô đừng dọa tôi. Cả năm lương đều không ổn định rồi. Nếu năm nay không có tiền thưởng cho dự án cuối năm, vậy làm sao mà sống được đây? Chúng tôi cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà Cầu Gia Ninh cố ý làm như vậy đó. Cô ta không phải là dễ đối phó đâu. Cứ luôn muốn thể hiện. Nhưng mà dự án tiến hành thuận lợi, cô ta cũng có lợi mà. Sao cô ta phải giở trò làm gì? Cô xem đi. Hết dự án, cô ta cùng lắm chỉ là một nhà nghiên cứu cấp thấp thôi. Nhưng mà bây giờ cô ta được ông Dương chú ý tới rồi. Cô ta nhiều thủ đoạn lắm. Ý cô là cô ta còn chưa chịu dừng lại sao? Tôi nghĩ vậy. Những việc như làm thí nghiệm, sao có thể đảm bảo được xác suất chính xác là 100% chứ? Chỉ cần cô ta ở đây, dự án này chắc chắn không có hồi kết. Chị Chu Chu, chiều ông Dương tổ chức cuộc họp khẩn cấp đó, đã thông báo chưa? Bây giờ tôi thông báo đây. Thank you.
đến đủ cả rồi chứ? Bây giờ bắt đầu cuộc họp. Ngài Dương à, vẫn còn một người chưa đến. Là ai vậy? Cầu Giai Ninh. Cô đi gọi cô ấy đi. Tôi thông báo rồi, nhưng không biết tại sao mọi người đến mà cô ấy vẫn chưa đến. Chắc là có chuyện gì nên cô ấy mới tới trễ. Được rồi, không đợi nữa, chúng ta họp thôi. Mọi người nhìn lên màn hình đi. Mọi người tranh thủ sắp xếp công việc. Cuộc họp ngày hôm nay tới đây thôi, tan họp. Ông Dương, xin lỗi, tôi đến trễ. Ông Dương, tôi đến trễ là vì có người. Cô là một người trưởng thành. Thế giới của người trưởng thành luôn phải đối phó với áp lực từ quan hệ giữa người với người. Cho dù là thế giới trẻ con cũng phải biết cách xử lý mối quan hệ tập thể. Cô có biết bây giờ cô giống cái gì không? Cô giống như một đứa trẻ mẫu giáo cãi nhau với bạn rồi chạy đến đây mách với cô giáo vậy. Cô muốn nói gì? Tôi đến trễ là vì có việc làm lỡ giờ, không có lần sau nữa đâu. Lần sau chú ý thời gian đi. Trịnh Vi, cô có ghi chép cuộc họp lúc nãy không? Không có. Biên bản ghi chép cuộc họp. Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh nha. Tại sao cô không nói sự thật với ông Dương? Không có ý nghĩa gì hết. Tôi có thể ở lại hay không, không phụ thuộc vào ông Dương, mà là phụ thuộc vào bản thân của tôi. Chẳng lẽ cô chưa nhận ra sao? Trịnh Vi đang liên kết với những người khác để tẩy chay cô. Mục đích là vì muốn cô không chịu được mà chủ động từ chức đó. Cô ta càng làm như vậy thì càng chứng minh báo cáo đó có vấn đề. Cho dù tôi có rời đi, tôi cũng phải làm cho rõ mới đi. Nhưng mà cậu Giai Ninh à, cô đâu có chứng cứ đâu. Mặc dù bây giờ không có, nhưng rồi sẽ có thôi. Vậy cô định làm gì? Làm lại từ đầu. Cô muốn làm lại thí nghiệm trong báo cáo đó sao? Đúng vậy. Sau này đừng có để điện thoại ở túi áo khoác nữa.
Chị Thiến à, bây giờ cả công ty đều biết. Bởi vì cầu Gia Ninh nhiều chuyện mà tiền thưởng cuối năm không còn nữa, họ đều hận không thể đuổi cô ta đi. Nhưng mà biểu hiện hôm nay cô ta rất là lạ. Rõ ràng cô ta có thể giải thích được, nhưng mà lại không nói gì với ông Dương cả. Cô ta rất là thông minh. Nếu cô là ông Dương mà có người không đi họp, lại giải thích rằng không được đồng nghiệp thông báo, thì phản ứng đầu tiên của cô là gì? Nói dối, viện cớ. Được rồi, cho dù ông Dương tin cô ta, thì tại sao đồng nghiệp lại không báo cho cô ta? Không phải do cô ta có vấn đề về cách sống sao? Chúng ta nghiên cứu khoa học, tinh thần đoàn kết là quan trọng. Nhưng mà ông Dương lại biết nội tình của cô ta, thì nên ủng hộ cô ta đến cùng mới đúng chứ. Đã cho cô ta cơ hội rồi, có nắm bắt được hay không thì phụ thuộc vào cô ta. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, đừng tưởng làm như vậy cô ta có thể dễ dàng từ bỏ. Tôi không có tin đâu, cô ta còn có thể làm được gì nữa chứ. Bây giờ là thời khắc rất quan trọng, chúng ta không thể xem nhẹ bất kỳ thay đổi nào. Chị yên tâm đi, tôi sắp xếp mọi chuyện chị dặn rồi. Chào cô, tôi muốn lấy một số vật dụng nuôi dưỡng tế bào. Đăng ký chủng loại và số lượng cô cần ở đây. Cảm ơn. Đây. Bản 6 lỗ à? Hình như cái này bây giờ đang thiếu hàng. Hay là cô tìm cái khác để thay thế đi. Vậy hộp đựng tế bào 3.5cm thì sao? Cái này cũng thiếu hàng. Vậy 6cm thì sao? Không lẽ cũng hết hàng? Hình như là vẫn có. Để tôi tìm cho cô. Cầu Gia Ninh, tổ của cô quả nhiên đến lấy đồ thí nghiệm rồi. Cô ta cần cái gì? Cô ta muốn lấy vật dụng thí nghiệm. Có vẻ là muốn nuôi dưỡng tế bào. Nhưng mà tôi làm theo lời cô dặn, nó là thiếu hàng hết rồi. Hay lắm, tôi sẽ mời cô ăn cơm sau nha. Chỉ còn lại bộ cuối cùng này thôi. Đây, cảm ơn. Tại sao cô có thể bất cẩn như vậy? Cái này đến mấy chục tài lận đó. Lãng phí quá đi. Thôi được rồi, không dùng được nữa. Nhặt lên đi. Cô thích thì cô nhặt đi. Nhặt lên. Tôi không nhặt lên đó, cô làm gì được tôi? Cảm ơn. Đi thôi, cầu Gia Ninh. Cô nhìn tôi làm gì? Cô muốn đánh người sao? Đi thôi. Thân là nhân viên quản lý, biết rõ thiếu hàng nhưng mà không nhập về. Cô ở đây có ích lợi gì chứ? Cô đúng là tức chết mà. Cô ta là cái thá gì chứ? Mới vào công ty không bao lâu mà dám uy hiếp tôi sao? Bớt giận, ngồi xuống đi. Tức chết đi được mà. Cô so đo với loại người đó làm gì, đúng không? Cô nói xem, nếu cô ta thực sự đi nói với ông Dương thì tôi có bị đuổi không? Có chị Thiến của chúng ta ở đây, cô sợ cái gì chứ? Mà cô xem dáng vẻ cô ta đi, đầu óc đúng là có vấn đề mà. Vừa mới từ nước ngoài về mà đã, đúng là chẳng hiểu biết gì hết, có phải không? Cho nên cầu Gia Ninh nhất định là một quả bom hẹn giờ. Cô ta ở lại đây là vô cùng bất lợi cho dự án. Chúng ta phải nghĩ cách mau chóng làm cô ta cuốn gói ra đi, để cho chị Thiến thuận lợi đẩy nhanh dự án. Nói không chừng cuối năm còn có tiền thưởng nữa đó. Đúng vậy. Bỏ đi, không so đo với cô ta nữa.
Cô đi đâu vậy? Cầu Giai Ninh. Cô muốn đi đâu? Buông tay ra. Cầu Giai Ninh, bây giờ cô không có chứng cứ chứng minh. Mọi người tẩy chay cô là do có người phía sau chỉ thị. Buông tay ra. Cầm giúp tôi đi. Cầu Giai Ninh. Tại sao cô có thể bất cẩn như vậy chứ? Cái này mấy chục tệ lận đó, lãng phí quá đi. Xong rồi, không dùng được nữa. Cô ta bị phòng thí nghiệm nước ngoài đuổi đó. Thật không vậy? Tại sao? Phòng thí nghiệm của người ta đã đăng thông báo rồi, có hành vi sai trái trong học tập. Cô muốn nói gì? Tôi đến trễ là vì có việc làm lỡ giờ. Lần sau không như vậy nữa đâu. Kinh phí và vật liệu mà cô làm thí nghiệm là do tôi cung cấp, không có sự dẫn dắt của tôi thì thí nghiệm của cô sao có thể thành công được chứ? Cảm ơn. Đây, để tôi cầm giúp cô. Không cần đâu. Nếu cô cảm thấy mệt thì thôi đi. Cô không phải là nữ thần, cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Bè cánh đấu đá, kết bè kết phái. Loài người luôn là sinh vật như vậy. Cho dù một người mạnh mẽ tới đâu cũng không thể thoát khỏi xã hội để tự mình sinh tồn được. Anh biết Sisyphus không? Là nhị thần đáng thương, bị các vị thần khác trừng phạt, phải lăn đá lên đỉnh đồi cả đời. Trong thần thoại Hy Lạp, ông ấy rất là hạnh phúc, bởi vì ông ấy luôn luôn có mục tiêu, luôn luôn có động lực, cho nên ông ấy sẽ không mơ màng. Tôi cũng muốn trở thành một người như vậy, cho nên dù cực khổ thế nào tôi cũng không sợ. Chị Thiến à, tôi đã dặn dò trên dưới hết rồi, không có chỉ thị của chị, Cầu Giai Ninh không làm thí nghiệm được đâu. Cô tuyệt đối không được thả lỏng. Cô ta không phải là người dễ đối phó đâu. Chị yên tâm đi. Chắc là không còn bao lâu nữa thì cô ta sẽ tự động rời đi thôi. Alo, Tiểu Sơn, nói đi. Chú Trà, nhà nghiên cứu Cầu Giai Ninh dưới trướng Tô Thiến đã nghi ngờ Tô Thiến rồi. Thái độ của Tô Thiến cũng đã chứng thực được suy đoán của tôi. Thái độ của ta thế nào? Khi nhà nghiên cứu đó chất vấn Tô Thiến, ngoài mặt thì Tô Thiến tỏ vẻ rất xem trọng, nhưng mà lại âm thầm dặn dò tâm phúc của mình, dùng các cách khác nhau tẩy chay người tìm được vấn đề. Vậy xem ra kế hoạch nguồn chỉ là một cái vỏ rỗng rồi. Đúng vậy, nhưng mà vẫn cần có người đi xác minh. Rõ ràng cậu đã tìm thấy người đó rồi, đúng không? Trước mắt thì tôi lấy được sự tín nhiệm của người này rồi. Tốt lắm.
Alo, chị hả? Tối rồi còn tìm em làm gì? Nhờ ơn của em mà cả công ty đều thảo luận về bài đăng của chị đó. Đây là chuyện tốt mà. Chuyện tốt sao? Bị em hại thảm rồi. Để bù đắp, em phải giúp chị một việc. Chị nói đi. Viện phó Ngô chẳng phải sẽ tham gia một hội nghị học thuật sao? Em lén hỏi rõ thời gian, địa chỉ rồi gửi cho chị đi. Chị à, đây là việc của gián điệp đó. Em làm được mà. Cầu giai tâm, cố lên. Alo. Thật là không biết là cầu gia đình suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu nữa. Alo, Gia Tâm, sao vậy? Alo, chị biết không? Em bái phục bản thân mình quá đi. Sao em có thể thông minh như vậy chứ? Nói thẳng vào vấn đề chính đi. 2 giờ chiều nay tại phòng làm việc khách sạn Giang Thành. Biết rồi. Sao lại cúp điện thoại nhanh như vậy chứ? Mình còn chưa nói xong mà. Hội nghị học thuật cần phải có thư mời. Nếu không thì sao vào được? Làm gì đó? Tôi đến tìm phó viện trưởng Ngô. Mời cô xuất trình thư mời. Thư mời sao? Tôi quên đem rồi. Cô không có thư mời, tôi không thể cho cô vào được. Anh thông cảm một chút đi. Tôi đến dự hội nghị thật mà. Là tìm phó viện trưởng Ngô. Xin lỗi cô. Tôi không tin là ông lại không đi vệ sinh. Xin chào. Là phó viện trưởng Ngô đúng không? Cô là ai? Tôi là cậu Giai Ninh, nhà nghiên cứu của kế hoạch nguồn. Tôi muốn thảo luận với ông về một số vấn đề hợp tác giữa công ty chúng tôi và bệnh viện của ông. Không biết là ông có thời gian không? 5 phút thôi. 5 phút được rồi. Giai Ninh. Ông Dương. Sao cô lại ở đây? Chị Thiến à, báo cáo thường niên về tế bào mới xong rồi. Ông Dương cũng mới đi dự hội nghị về xong, về phòng làm việc rồi. Tốt rồi, tranh thủ thời gian thôi. Nói ông ấy mau chóng ký vào bản báo cáo này thôi. Ông Dương, đây là bản báo cáo được chỉnh sửa lại. Mời ông xem. Vấn đề lần trước gia đình nêu ra, trong bản báo cáo này có thể hiện cụ thể cách giải quyết không? Dạ có, ở đây. Chỗ này là ở đây. Ông Dương à, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tô Thiến à, Gia Ninh tới đây cũng một tháng rồi. Dạ phải. Hiện tại cô ấy đang phụ trách công việc cụ thể nào? Tôi bảo cô ấy theo Trình Vi làm quen với quy trình thí nghiệm. Vậy trong công việc cô ấy thể hiện thế nào? Chuyện này dạ cũng được. Nghe nói có hơi gượng gạo. Cô nói thử xem. Ông Dương,
Tôi biết ông yêu mến trân trọng người tài, nhưng không biết có phải do môi trường thí nghiệm trong nước và nước ngoài khác nhau hay không, mà tôi luôn cảm thấy cô gái này có vẻ chưa thích ứng được với môi trường ở đây. Nói cụ thể xem. Có thể tôi không nên đứng đây để mách lẻo, nhưng mà ông xem đi. Trong giờ làm việc, cầu Giai Ninh bỏ ra ngoài để uống trà chiều, còn đăng lên mạng nữa. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt, có đúng không? Đúng là như vậy. Tôi cũng gặp cô ấy ở nơi mà cô ấy không nên xuất hiện. Hội trường ung thư thuộc Hội nghị Y học Tinh chuẩn Quốc tế. Cô ta tới đó làm gì? Tôi vốn cho rằng cô ấy có việc gấp cần tìm tôi. Kết quả là không phải tìm tôi, mà cô ấy tới tìm phó viện trưởng cô của bệnh viện Áo Dương. Cô ấy đến tìm phó viện trưởng Ngô là để nói chuyện về hợp tác lâm sàng sau này. Tô Thiến à, cô nhắc chuyện này với cô ấy đúng không? Không ngờ Gia Ninh là chủ động tới như vậy. Tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, không ngờ cô ấy lại để tâm như vậy. Ông Dương, tôi cũng là vì sốt ruột về chuyện sau này thôi. Tô Tiến à, tôi hiểu là cô nôn nóng, nhưng mà để giao tiếp với phó viện trưởng Ngô thì ít nhất là cô, Tiểu Tô hoặc thậm chí là người ở cấp bậc như tôi. Cô cử một nhà nghiên cứu không quen đường xá tới đó thì người ta sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây? Nóng lòng không làm nổi chuyện gì đâu. Phải, ông nói rất đúng. Ông Dương, ông còn chưa ký tên vào báo cáo của tôi. Tô Tiến à, tôi muốn mọi người đều được chứng kiến cuộc thí nghiệm để tránh bỏ qua sơ sót. Thông báo cho mọi người, nửa tiếng sau tập trung ở phòng thí nghiệm. Chú ý, không được bỏ sót một ai. Tất cả mọi người mau chóng tập trung ở phòng tế bào, ngay lập tức. Sao lại bất ngờ như vậy? Là thư ký của ông Dương thông báo đó. Mau đi thôi. Là chuyện gì vậy? Mọi người nhanh lên đi, đừng có lề mề nữa. Anh Thạch Đầu à, có chuyện gì vậy? Ông Dương bảo cô Tô cho chúng ta xem thí nghiệm quan trọng trong báo cáo thường niên về tế bào. Sao vậy? Kiểm tra mật độ và trạng thái tế bào đi. Cô Tô à, mật độ trung bình của 6 tế bào khổng là 80% tới 90%. Trạng thái tế bào là bình thường, phù hợp để thí nghiệm. Tăng thêm thuốc cho môi trường nuôi cấy, nồng độ công tác là 0,1 micromolar. Đặt máu nuôi cấy và trạm công tác tế bào sống, giám sát trạng thái tế bào suốt 24 giờ đồng hồ. Tôn Lỗi và cô sẽ cùng phụ trách giám sát. 36 tiếng đồng hồ sau, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả. Dạ được. Lát nữa ra ngoài rồi nói. Chị Thiến à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đừng vội quản. Còn 36 tiếng đồng hồ nữa mới có kết quả mà. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi. Càng vào lúc này lại càng phải giữ vững tinh thần. Nhưng mà ông Tôn bảo chị và anh Tôn cùng giám sát kết quả thí nghiệm mà. Có phải là ông Dương đã phát hiện ra được gì đâu không? Chị Thiến à, chúng ta không giấu được nữa đâu. Chắc chắn là ông Dương đã phát hiện ra gì rồi. Chúng ta vốn không thể đưa ra kết quả thí nghiệm mà. Làm thế nào đây? Ông Dương chắc chắn đã phát hiện ra gì rồi. Chắc chắn là ông Dương phát hiện ra rồi. Mau nhìn tôi đi. Chắc chắn là ông ta phát hiện ra sai lầm ở chỗ nào đó rồi. Mau nhìn tôi đi. Vivi,
Chưa tới thời khắc cuối cùng thì chúng ta tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Có biết chưa? Làm thí nghiệm phải chọn lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Hôm nay chúng ta không làm được, có thể là do tình trạng sức khỏe của cô không cho phép, có thể là do ống nghiệm chưa được rửa sạch, đều có thể xuất hiện trong khả năng đó mà. Tóm lại có tôi ở đây, cô không cần phải nghĩ nhiều. Nghe rõ chưa? Chị Tiến à, chúng ta không giấu được nữa đâu. Chị Tiến, hãy nghe tôi nói đây. Tôi mới là người dẫn đầu cuộc thí nghiệm, cô chỉ là người phụ trách thực hiện thôi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì người bị hỏi tội là tôi, không liên quan tới cô. Nhớ chưa? Cô nhớ chưa?